Hello, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà văn hóa của thôn. Thôn xóm 11, xã Nhân Cang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bây giờ người ta gọi là thôn nữa. Thôn chứ không gọi là xóm nữa. Theo chuẩn nông thôn mới là có 19 tiêu chí thì làng một xóm nào cũng đều có nhà văn hóa để người dân trong thôn sinh hoạt cộng đồng và các em nhỏ ra sân chơi. Thì mình đang quay tại nhà văn hóa cho các bạn nhỏ đang đá bóng. Đó. Trước kia thì mình ở quê sẽ không được cái sân rộng như này đâu mà đá bóng đâu. Mình tường đá sân đình nhỏ hơn và cũng không có cái bóng hơi như cái kia để đá đâu. Toàn là lấy trái bưởi nhỏ để đá thôi. Mà ra ruộng để đá. Chứ không được chơi vui chơi đá như này này. Sân thì cũng rất là rộng. Mấy bạn là quê là cũng nghịch pháo đó. Tại các bạn sẽ đang chơi đá bóng ở quê rất là vui. Đây là các bạn học sinh mới đi học về, buổi chiều ra sân này đá bóng. Trước là hồi nhỏ mình cũng rất thích đá, rất là mê luôn. Bây giờ cũng có một cậu nhỏ, anh lớn cũng rất thích đá bóng. Hôm nay được về quê ăn Tết cùng với ông bà cũng rất thích đá bóng, mang bóng ra đây để đá. Các bạn đang chơi thể thao rất là vui. Hai cậu nhỏ 5 tuổi cũng thích đá bóng, nhưng mà cậu anh 7 tuổi thì thích hơn, rất là đam mê đá bóng. Hôm nay là ngày 23 rồi, sắp tới Tết rồi. Thì còn mấy ngày nữa là tới Tết Canh Tí 2020. Mình đang có mặt tại quê. Đó. Rồi, xin chào các bạn nha. Mình sẽ quay nhiều cái video clip về vùng quê hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.